Đi đâu? Em có tự quyết được không? Hay là phải xin phép anh? Hôm qua anh hơi quá rồi. Anh biết là em chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho dự án của chúng ta. Chỉ là như thế hơi đột ngột đối với anh. Anh không thích bản thân bị ép vào thế bị động như vậy. Thế nên là phản ứng hơi thái quá. Là anh sai. Anh sai mà anh mắng em xối xả như là anh đúng ấy. Từ bé đến giờ chưa một ai mắng em mà em phải chịu như thế cả. Anh chả thương em. Không phải là như thế, chỉ là rõ ràng là như thế còn gì nữa. Anh nói như tát nước vào mặt em ấy. Em có nói được câu nào đâu. Em không có ngủ được vì anh làm em buồn đấy. Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Nghe lời khuyên này. Phải ăn no trước khi dỗi. Ngon không? Ngon. Anh bảo này. Ừ? Anh đang định là sẽ mở một tài khoản chung cho hai đứa. Em thấy sao? Để làm gì vậy? Thì không lẽ anh định hai đứa mình sẽ về chung một nhà sớm đấy ạ? Được đâu, em chưa sẵn sàng đâu. Không, nghĩ linh tinh là không ai bằng. Ngân hàng này đăng ký online được, anh phải làm ngay để kiểm soát thu chi của hai đứa, chứ không như cái lần em nhận tiền của Trang. Thì ra anh mở tài khoản chung là để quản lý em à? Không phải, em thích lắm ấy. Thích lắm. Ăn đi. Ăn. Xem nào. Thế này là gì nhỉ? Em để là gì đấy? Để anh xem nào. Từ từ ạ. Để anh xem. Ủa, em chưa làm cái gì. Để anh xem. Đăng là của Nhi à. Anh không muốn em khó chịu nên mới giấu em. Để bây giờ em phát hiện ra thì cái sự khó chịu của em nó tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, anh có hiểu không? Giống như là em bị qua mặt, bị lừa dối, bị dắt mũi như một con ngốc vậy. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Đúng là hẳn. Em vừa nói gì cơ? Em bảo anh hãm á? Em chỉ lỡ lời thôi. Cái đó là tiếng lòng nó vọng ra. Tiếng lòng? Thế là tiếng lòng của em bà anh hãm. Này, này anh không nghĩ là em có thể nói với anh lời như thế đâu ấy. Em lỡ lời không à? Mà lạ thế nhở? Hết lòng đần bảo anh hãm trẻ biệt, đến tiếng lòng của em bảo anh hãm. Thì tại anh vậy đó. Này, đang tổn thương còn anh mới là người có lỗi, tại sao bây giờ anh biến anh thành tội đồ nhờ hả?
Sao anh nhìn em như thế nhỉ? Anh không phải là người mà em muốn nói gì thì nói. Thích bỏ đi là bỏ đi. Và kể cả là anh có sai thì cũng đừng có bắt nạt anh. Sao? Bây giờ thì tiếng lòng của em đang nói gì? Kệ nó đi. Nó bây giờ không muốn nói chuyện với anh đâu. Vậy thì anh sẽ không nói chuyện nữa. Xin lỗi. Anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Ta sẽ không để em phải chịu ấm thêm nữa. Anh muốn mình sẽ có hơn một nụ hôn. Là hai nụ hôn. Thế thì... Về đi. Về đi. Mày không giữ được mình đâu. Ê, ai kêu anh giữ mình cơ chứ? Này. Ê. Sao hãm thế nhờ? Đấy, vậy như này. Sao súp lơ xanh. Tuyệt vời, bà cháu đúng là số 1. Thôi bà ơi. Bây giờ nguyên liệu đầy đủ ở đây rồi. Bà vào nghỉ đi để cháu làm cho nhá. Mà bà nghĩ gì mà lại giao ra bếp cho con người này nhỉ? Rồi không cẩn thận mặt cháy đen xì ấy. Thế anh? Lúc này trêu em thôi. À! Trời ơi. Này. Đấy đi chưa, không làm được thì để em làm còn mày đặt nữa. Nào buông ra đây cho em xem nào, chảy máu rồi bây giờ nè. Mà... Ông nhà hầm. Không thích à? Nào. Chỉ là được nhận một cái bắn tim thôi. Nhất thiết phải xúc động như thế không? À, đây này. Này thì kêu em. À. Cây. À. Cây thật á? Cây. Em chỉ đùa nào. Để em xem nào. Đấy, không được ở chơi em nữa. Còn cây không? Nè. Nhưng mà bị thích đấy. Ừ. Ừ.
bị ngượng đấy. Bảo Hành thôi có gì mà cười.